Vâng, đó là không khí tại ga Đồng Đăng với những hình ảnh do nhóm phóng viên VTC đang tác nghiệp trực tiếp ở đây gửi về. Và có thể thấy thì là mặc dù thời tiết ở đây thì có mưa lạnh, song không khí rất sôi nổi. Đó là thời tiết tại Lạng Sơn. Còn tại Hà Nội thì nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều ngày mai và ngày kia thì không biết là thời tiết sẽ ra sao cho thị trường Huyền. Vâng, thời tiết ở tại Hà Nội trong ngày mai và ngày kia sẽ diễn ra rất thuận lợi, được dự báo là thuận lợi cho các hoạt động, sự kiện ở ngoài trời khi trời khô ráo nắng ấm. Và vẻ đẹp của thành phố Hà Nội qua lăng kính của các phóng viên quốc tế cũng sẽ được thể hiện rất rõ trong trạng thái thời tiết này. Hôm nay tại Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây. Riêng vào đêm và sáng sớm có thể có sương mù và mưa rải rác. Nhiệt độ hôm nay dao động từ 14 đến 20 độ C. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội có xu hướng ấm lên trong những ngày tới khi không khí lạnh suy yếu. Cụ thể, trong 2 ngày 27-28 tháng 2, hai ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2, thời tiết ở Hà Nội không mưa, nhiều mây, có nắng ấm vào ban ngày. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 27 độ C. Về đêm không quá lạnh, chỉ ở mức 18 đến 19 độ C. Nắng lên xua tan hơi ẩm, bao trùm suốt những ngày qua và chắc chắn mang lại cảm giác rất dễ chịu với những quan khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Và hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng hoàn tất công tác trang trí đường phố, chỉnh trang đô thị, cắt tỉa cây xanh để chào đón sự kiện đặc biệt quan trọng này. Và các sự kiện được tổ chức ở ngoài trời trong 2 ngày tới sẽ rất thuận lợi khi có sự ủng hộ của thời tiết.